Xin chào tất cả mọi người, mình là Ellie Ohio. Hôm nay thì là một ngày cuối tuần, ngày mai sẽ là một ngày đầu tuần mới sau cái đợt nghỉ Tết rất dài hạn bởi vì bệnh dịch. Mình chắc chắn rằng là mọi người cũng đang rất là sẵn sàng, háo hức để tiếp tục với công việc của mình rồi đúng không ạ? Cái vlog trước thì mình cũng đã làm về fashion này, làm về cover. Hôm nay thì mình sẽ chuyển chủ đề một xíu là sang make up. Và đó cũng là lý do vì sao mình trưng mặt màu của mình lên cái vlog lần này. Mặc dù nó hơi nhợt nhạt nhưng thôi không sao hết. Và cái chủ đề chính ngày hôm nay thì sẽ là make up dành cho những cô nàng lười. Vì sao mà mình nói là make up dành cho những cô nàng lười? Bởi vì căn bản mình cũng là một cái đứa cực kỳ lười make up chi tiết. Ví dụ như ở bước nền của tất cả các cô nàng thì sẽ đủ 5 bước. Như là lót này, chống nắng này, nền này, kiểu... À, che khuyết điểm, tí quên, tại không làm bao giờ luôn đấy. Và phần phụ thì mình chỉ làm duy nhất một bước, là bước rất cần thiết cho da, đó là bước chống nắng. Đó, là đã bỏ hết 4 bước kia đi rồi. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách make up của bản thân mình cực kỳ thuận tiện và cực kỳ nhanh, đỡ tốn thời gian bằng một tip kem và một thỏi son. Vậy làm thế nào thì hãy theo dõi nha. Đầu tiên thì sẽ tìm cho mình một em băng đô cute để hớt cái mái của mình lên. Lúc trang điểm nó sẽ không bị kiểu bị vướng vào tóc á. Tiếp theo thì sẽ đến bước kem nền. Mà mình nói kem nền cho sang chứ mình dùng kem chống nắng. Đó. Rồi, giờ chát lên mặt. Không biết là mình làm này đúng chưa? Kiểu chỉ nhớ là bôi kem vui vút lên này. Chứ bình thường là mình tắm này, tắm xoa xoa này, chả biết đúng. Kem chống nắng thì nó cũng có một cái kiểu làm cho da mình nó bật một xíu tông lên rồi ấy. Nên là mình cũng sử dụng cách kem nền luôn. Tại mình cũng không hợp với kem nền, kiểu sợ chỉ sợ là bôi lên nó không hợp á, bị dị ứng da nữa. Kiểu mình rất dễ bị dị ứng á. Thường là đánh dưới cái cuồng mắt này, này tại cái chỗ này là sẽ kiểu nó không che hết được, nhưng mà ví dụ bạn nào mà có cái cuồng thâm khá là nhiều á thì nó cũng sẽ bớt thôi. Rồi nhưng yêu cầu mọi người đánh thêm cổ nha, những cô bạn nào mà kiểu bị đen hơn á, nhớ lại là mình đánh mình thế cổ mình đen hơn này. Mà nói chung đây là cái chống nắng nên là mọi người cũng có thể đánh xuống cổ được để cho cổ nó đều hơn đấy, tại vì mình cũng không hiểu sao là cái da mặt mình trắng hơn cái cổ rất là nhiều. Xong, đến bước tiếp theo. Đấy, dùng cái em phủ đâu rồi. Đây, dùng cái em son này. Thì thực sự thì đối với những cái bạn nữ mà không có muốn cá tính quá thì không nên đánh cái này để dùng làm lông mày đâu. Tại vì như mình là mình, cái kiểu make up của mình có thể sử dụng trên chân mày được. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ làm cách nào để gọi là giảm bớt nhất có thể. Thì cái này bước đầu tiên mình sẽ dùng để làm màu mắt. Đây, cái vĩ ra tay. Đây là màu phấn mắt này. Đánh nhau thôi nha mọi người. Tiếp theo bên này. Tiếp theo thì sẽ dùng cái phần này này, cái phần nhọn nhọn này này. Đó, để vẽ cái phần cuối mắt á, cho nó đậm đậm một xíu. Đó, và sau đấy sẽ dùng cái phần nhọn này này, cả cái đôi mắt dưới. Đó, bên này cũng vậy. Vẽ ra đi đều đều nha mọi người.
cái đuôi ở dưới này, ngay phần đuôi mắt rồi, để thay cho cái eyeliner mình không mang đi ấy. Đó. Đó, thế chắc là mình sẽ nhấn mạnh cái phần bên trên mắt một xíu. Tại vừa thấy mình làm hơi nhạt thôi. Tiếp theo sẽ là phần kiểu phần má nha. Thì bình thường là mỗi người có một cái cách đánh khác nhau, người thì đánh hất lên, còn như mình là mình sẽ đánh ngang. Đó. Đánh ra hai video nhau mọi người. Đánh bên hồng quá, bên nhạt quá. Vậy cái sống mũi đúng không? Nhưng mà mình chỉ vẽ từ đây thôi. Vẽ thêm xem nữa. Đấy là kiểu làm kiểu cho mình thêm kiêu kiêu ấy. Bước cuối cùng là son. Vlog ngày hôm nay thì cũng đã khép lại rồi. Mình cũng mong là sẽ nhận được những cái ý kiến góp ý từ tất cả mọi người. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.